đó là cách bồi giấy. Thứ tiên đó là dựng hình trước trên cổ giấy như thế này. Cái cách bồi giấy đơn giản thôi, nếu cổ lớn thì phải làm cách khác. Và mặt sau là chét keo. Chét keo đừng như này, bằng keo sữa, nhớ là đừng có để chừa cái nào hết, đừng có tiếp keo. Đó, bắt đầu mình chét nó sẽ nó đều ra được dán. Đây là keo sữa, có thể mua ở tiếp trước. Rồi, ok. Sau cái đó là dùng cái bình xịt. Lật cái mặt sau lại, lật cái mặt sau mặt mình vẽ không xương thôi cho nó ướt đi. Mục đích của việc bồi giấy là làm cho giấy nở ra, sau đó mình dán lại. Khi mà nó khô lại giấy sẽ rút, nó sẽ căng cái mặt giấy lên. Thì vẽ bao nhiêu cũng được, nước vô bao nhiêu, khi nó khô là nó sẽ tự động nó căng ra. Nhớ phải để ý keo. Nếu mà nó hở chỗ nào là bồi giấy nó sẽ không có được căng. Mà kéo căng giấy lại, dùng tay kéo nhẹ. Không nhớ nó căng ra. Dùng một tay nên khó làm. Ta phải làm nhanh, nhớ là không có bật quạt, phải tắt cái quạt đi để cho giấy nó keo nó khô trước giấy. Nếu ví dụ như mà giấy khô rồi mà keo chưa dính á là không được, bị hư. Chờ khô tự nhiên nó sẽ căng thôi. Đó, để qua này.